Bạch Thế Tôn, sự tin tưởng của con đối với Ngài Alara Kalama, nay con đem rải rác trước luồng gió lớn, nay con đem thả trôi vào dòng nước cuốn. Kỳ diệu thay, Bạch Thế Tôn, hy hữu thay, Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, thì những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và tỳ kheo tăng, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Rồi Pukusa dòng họ Mala nói với một người khác: Này bạn, hãy đem đến một cặp áo màu kim sắc vàng chói và sẵn sàng để mặc. Tôn giả xin vâng. Người ấy vâng lời Pukusa dòng họ Mala và đem đến một cặp áo màu kim sắc vàng chói và sẵn sàng để mặc. Rồi Pukusa dòng họ Mala đem dâng một cặp áo màu kim sắc vàng chói và sẵn sàng để mặc ấy cho Thế Tôn và nói: Bạch Thế Tôn, cặp áo màu kim sắc vàng chói và sẵn sàng để mặc, mong Thế Tôn vì thương xót con mà thôn nhận cho. Này Pukusa, hãy đắp cho ta một áo và đắp cho Ananda một áo. Xin vâng Bạch Thế Tôn. Pukusa dòng họ Mala vâng lời Thế Tôn, đắp một áo cho Ngài và đắp một áo cho tôn giả Ananda. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho Pukusa, người dòng họ Mala khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. Và Pukusa, người dòng họ Mala, sau khi được Thế Tôn thuyết pháp khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế Tôn và từ biệt. Khi Pukusa dòng họ Mala đi chưa được bao lâu, tôn giả Ananda đem cặp áo màu kim sắc vàng chói và sẵn sàng để mặc này đặt trên thân Thế Tôn. Và khi cặp áo này được đặt trên thân Thế Tôn, màu sắc sáng chói của áo như bị lu mờ đi. Và tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu. Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu. Sự thanh tịnh và sáng chói màu da của Như Lai. Bạch Thế Tôn, khi con đặt trên thân Thế Tôn cặp áo màu kim sắc vàng chói và sẵn sàng để mặc này, màu sắc sáng chói của áo như bị lu mờ đi. Thật vậy, này Ananda, này Ananda, có hai trường hợp: màu da của Như Lai hết sức thanh tịnh và sáng chói. Thế nào là hai? Này Ananda, trong đêm Như Lai chứng vô thượng chánh đẳng giác và trong đêm Như Lai sắp diệt độ, nhập niết bàn giới, không còn dư y sanh tử nữa. Này Ananda, đó là hai trường hợp: màu da của Như Lai hết sức thanh tịnh và sáng chói. Này Ananda, hôm nay khi canh cuối cùng đã mãn tại Upavatana ở Kusinara, trong rừng Sala của dòng họ Mala, giữa hai cây Sala song thọ, Như Lai sẽ diệt độ. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến sông Kakuta. Xin vâng Bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn: Cặp áo kim sắc này Pukusa mang đến, đắp áo kim sắc này, da đạo sư sáng chói. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến con sông Kakuta, xuống sông tắm và uống nước, rồi lội qua bờ bên kia. Khi đến rừng xoài và tại đây, nói với đại đức Kundaka: Này Kundaka, hãy xếp áo Sangati làm bốn cho ta. Này Kundaka, ta nay mệt mỏi, muốn nằm nghỉ. Xin vâng Bạch Thế Tôn. Đại đức Kundaka vâng lời Thế Tôn và xếp áo Sangati làm bốn. Rồi Thế Tôn nằm xuống phía hông bên mặt
như dáng điệu con sư tử, hai chân để trên nhau, chánh niệm, tỉnh giác, suy tư, với ý niệm ngồi dậy lại khi phải thời. Và đại đức Kundaka ngồi phía trước Thế Tôn. Đức Phật tự đi đến con sông Kakuta, con sông chảy trong sáng, mát lành và thanh tịnh. Vị đạo sư mỏi mệt đi dần xuống mé sông. Như Lai đứng vô thượng, ngự trị ở trên đời. Tắm xong, uống nước xong, lội qua bên kia sông. Bậc đạo sư đi trước, giữa tăng chúng tỷ kheo, vừa đi vừa diễn giảng, chánh pháp thật vi diệu. Rồi bậc đại sĩ đến tại khu vực rừng xoài, cho gọi vị tỷ kheo tên họ Kundaka: hãy gấp tư áo lại, trải áo cho ta nằm. Nghe vậy, Kundaka lập tức vâng lời dạy, gấp tư và trải áo một cách thật mau lẹ. Bậc đạo sư nằm xuống, thân mình thật mệt mỏi. Tại đây Kundaka ngồi ngay phía trước mặt. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: này Ananda, rất có thể có người làm cho thợ sắt Kunda hối hận. Này hiền giả Kunda, thật không lợi ích gì cho ngươi, thật là tai hại cho ngươi. Vì Như Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ ngươi cúng dường và nhập diệt. Này Ananda, cần phải làm tiêu tan sự hối hận ấy của thợ sắt Kunda. Này hiền giả, thật là công đức cho bạn, vì được Như Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ bạn cúng dường và nhập diệt. Này hiền giả Kunda, tôi tự thân nghe, tự thân lãnh thọ lời nói này của Thế Tôn. Có hai sự cúng dường ăn uống đồng một quả báo, đồng một vị thuộc quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng dường ăn uống khác. Thế nào là hai? Một là bữa ăn trước khi Như Lai chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hai là bữa ăn trước khi Như Lai diệt độ niết bàn giới, không còn di hưởng sanh tử. Hai bữa ăn này đồng một quả báo, đồng một vị thuộc quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng dường ăn uống khác. Nhờ hành động này, đại đức Kunda sẽ được hưởng tuổi thọ. Nhờ hành động này, đại đức Kunda sẽ được hưởng sắc đẹp. Nhờ hành động này, đại đức Kunda sẽ được hưởng an lạc. Nhờ hành động này, đại đức Kunda sẽ được hưởng danh tiếng. Nhờ hành động này, đại đức Kunda sẽ được hưởng cõi trời. Nhờ hành động này, đại đức Kunda sẽ được hưởng uy quyền. Này Ananda, cần phải làm cho thợ sắt Kunda tiêu tan hối hận. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu ý nghĩa này, liền thốt lời cảm khái như sau: công đức người bố thí luôn luôn được tăng trưởng, trừ được tâm hận thù, không chất chứa chế ngự. Kẻ chí thiện từ bỏ mọi ác hạnh bất thiện, diệt trừ tham sân si, tâm giải thoát thanh tịnh. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: này Ananda, chúng ta hãy đi qua bờ bên kia sông Hiranavati, đến ở Kusinara Ubhavatana, rừng Sala của dòng họ Mala. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến bên kia sông Hiranavati, tại Kusinara Upavatana, rừng Sala của dòng họ Mala. Khi đi đến nơi, liền nói với tôn giả Ananda: này Ananda, hãy trải chỗ nằm, đầu hướng về phía bắc giữa hai cây Sala song thọ. Này Ananda, ta nay mệt mỏi, muốn nằm nghỉ. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, trải chỗ nằm, đầu hướng về phía bắc giữa hai cây Sala song thọ. Và Thế Tôn nằm xuống về phía hông bên phải như dáng nằm con sư tử, hai chân
để lên nhau chánh niệm và giác tỉnh. Lúc bấy giờ, cây sa la song thọ trổ hoa trái mùa, tràn đầy cành lá. Những đóa hoa này rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường Ngài. Những thiên hoa Mandarava từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường Ngài. Bột trời chiên đàn từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường Ngài. Nhạc trời trên hư không trỗi dậy để cúng dường Như Lai. Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai. Rồi Như Lai nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, các cây sa la song thọ tự nhiên trổ hoa trái mùa, tràn đầy cành lá. Những đóa hoa này rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Những thiên hoa Mandarava từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Bột trời chiên đàn từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Nhạc trời trên hư không trỗi dậy để cúng dường Như Lai. Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai. Nhưng này Ananda, như vậy không phải kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường hay lễ kính Như Lai. Này Ananda, nếu có tỷ kheo, tỷ kheo đi, cư sĩ nam hay cư sĩ nào thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh trong chánh pháp, hành trì đúng chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng. Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh trong chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp. Này Ananda, các ngươi phải học tập như vậy. Lúc bấy giờ, tôn giả Upavana đứng trước mặt Thế Tôn và quạt Ngài. Thế Tôn liền quở trách tôn giả Upavana: Này tỷ kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt ta. Tôn giả Ananda liền tự suy nghĩ: Đại đức Upavana này là thị giả sống gần và hầu cận Thế Tôn đã lâu ngày. Này Thế Tôn trong giờ phút cuối cùng lại quở trách đại đức Upavana: Này tỷ kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt ta. Do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn quở trách đại đức Upavana: Này tỷ kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt ta. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Đại đức Upavana này là thị giả sống gần và hầu cận Thế Tôn đã lâu ngày. Này Thế Tôn trong giờ phút cuối cùng lại quở trách đại đức Upavana: Này tỷ kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt ta. Do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn quở trách đại đức Upavana: Này tỷ kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt ta. Này Ananda, rất đông các vị thiên thần ở mười phương thế giới tụ hội để chiêm ngưỡng Như Lai. Này Ananda, cho đến 12 do tuần xung quanh Kusinara Upavatana, rừng Sala thuộc dòng họ Mala, không có một chỗ nào nhỏ cho đến đầu một sợi tóc có thể chích được mà không đầy những thiên thần có uy lực tụ họp. Này Ananda, các vị thiên thần đang than phiền: Chúng ta từ rất xa đến chiêm ngưỡng Như Lai, thật sức là hy hữu. Các Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện ở đời. Và tối hôm nay, trong canh cuối cùng, Như Lai sẽ nhập diệt. Và nay tỷ kheo có oai lực này lại đứng ngang trước Thế Tôn, khiến chúng ta không thể chiêm ngưỡng Như Lai trong giờ phút cuối cùng. Này Ananda, các chư thiên than phiền như vậy. Bạch Thế Tôn,
Thế Tôn đang nghĩ đến hạng chư thiên nào? Này Ananda, có hạng chư thiên ở trên hư không nhưng có tâm tư thế tục. Những vị này khóc than với đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than thân bổ nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thể nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Này Ananda, có hạng thiên thần ở trên đất với tâm tư thế tục, những vị này khóc than với đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than thân nằm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thể nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Có chư thiên đã diệt trừ ái dục, những vị này bình thản tỉnh giác chịu đựng với tâm suy tư: các hành là vô thường, làm sao sự kiện có thể khác được? Bạch Thế Tôn, thuở trước các tỷ kheo sau khi thọ an cư từ các địa phương đến chiêm ngưỡng Như Lai, chúng con được sự lợi ích tiếp kiến, hầu cận những tỷ kheo tu hành điêu luyện. Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn nhập diệt, chúng con sẽ không được sự lợi ích tiếp kiến, hầu cận những tỷ kheo tu hành điêu luyện. Này Ananda, có bốn thánh tích kẻ thiện tính cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Thế nào là bốn? Đây là chỗ Như Lai đản sanh. Này Ananda, đó là thánh tích kẻ thiện tính cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác. Này Ananda, đó là thánh tích kẻ thiện tính cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Đây là chỗ Như Lai chuyển pháp luân vô thượng. Này Ananda, đó là thánh tích kẻ thiện tính cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập vô dư y niết bàn. Này Ananda, đó là thánh tích kẻ thiện tính cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Này Ananda, đó là bốn thánh tích kẻ thiện tính cư sĩ cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Này Ananda, các thiện tính tỷ kheo, tỷ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ sẽ đến với niềm suy tư. Đây là chỗ Như Lai đản sanh. Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là chỗ Như Lai chuyển pháp luân vô thượng. Đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập vô dư y niết bàn. Này Ananda, và những ai trong khi chiêm bái những thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín hoan hỷ, thời những vị ấy sau khi thân hoài mạng chung sẽ được sanh cõi thiện thú, cảnh giới chư thiên. Bạch Thế Tôn, chúng con phải cư xử với phái nữ như thế nào? Này Ananda, chớ có thấy chúng. Bạch Thế Tôn, nếu phải thấy chúng, thời phải như thế nào? Này Ananda, chớ có nói chuyện với chúng. Bạch Thế Tôn, nếu phải nói chuyện với chúng, thời phải như thế nào? Này Ananda, phải an trú chánh niệm. Bạch Thế Tôn, chúng con phải xử sự thân xá lợi Như Lai như thế nào? Này Ananda, các ngươi đừng có lo lắng vấn đề cung kính thân xá lợi của Như Lai. Này Ananda, các ngươi hãy nỗ lực, hãy tinh tấn, hướng về tự độ, sống không phóng dật, cần mẫn, chuyên hướng về tự độ. Này Ananda, có những học giả sát đế lì, những học giả bà la môn, những học giả gia chủ thâm tín Như Lai, những vị này sẽ lo cho sự cung kính cúng dường thân xá lợi của Như Lai. Bạch Thế Tôn, cần phải xử sự thân Như Lai như thế nào? Này Ananda, xử sự thân chuyển luân thánh vương như thế nào? Hãy xử sự thân xá lợi Như Lai như vậy. Bạch Thế Tôn, người ta xử sự thân chuyển luân thánh vương như thế nào? Này Ananda, thân của chuyển luân thánh vương được vấn tròn với vải mới.
sau khi vấn vải mới xong lại được vấn thêm với vải gai bệnh, sau khi vấn vải gai bệnh lại vấn thêm với vải mới, và tiếp tục như vậy cho đến 500 lớp cả hai loại vải. Rồi thân được đặt vào trong một hòm dầu bằng sắt, hòm sắt đầy được một hòm sắt khác đầy kín, xong một dàn hỏa gồm mọi loại hương được xây dựng lên. Thân của vị chuyển luân thánh vương được đem thiêu trên dàn hỏa này, và tại ngã tư đường tháp của vị chuyển luân thánh vương được xây dựng nên. Này Ananda, đó là pháp tán thân vị chuyển luân thánh vương. Này Ananda, pháp tán thân vị chuyển luân thánh vương như thế nào, pháp tán thân Thế Tôn cũng như vậy. Tháp của Như Lai phải được dựng lên tại ngã tư đường, và những ai đem tại chỗ ấy vòng hoa, hương hay hương bột nhiều màu đảnh lễ tháp, hay khởi tâm hoan hỷ khi đứng trước mặt tháp, thời những người ấy sẽ được lợi ích hạnh phúc lâu dài. Này Ananda, bốn hạng người sau này đáng được xây tháp. Thế nào là bốn? Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác xứng đáng xây tháp, Độc Giác Phật xứng đáng xây tháp, đệ tử Thanh Văn của Như Lai xứng đáng xây tháp, Chuyển Luân Thánh Vương xứng đáng xây tháp. Này Ananda, vì lý do gì Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xứng đáng xây tháp? Này Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến đây là tháp của Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ sanh lên thiện thú cảnh giới chư thiên. Này Ananda, vì lý do này Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xứng đáng xây tháp. Này Ananda, vì lý do gì bậc Độc Giác Phật xứng đáng xây tháp? Này Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến đây là tháp của Thế Tôn Độc Giác Phật. Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú cảnh giới chư thiên. Này Ananda, vì lý do này bậc Độc Giác Phật xứng đáng xây tháp. Này Ananda, vì lý do gì đệ tử Thanh Văn của Như Lai xứng đáng xây tháp? Này Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến đây là tháp đệ tử Thanh Văn của Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú cảnh giới chư thiên. Này Ananda, vì lý do này đệ tử Thanh Văn của Như Lai xứng đáng xây tháp. Này Ananda, vì lý do gì Chuyển Luân Thánh Vương xứng đáng xây tháp? Này Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến đây là tháp của vị Pháp Vương trị vì đúng pháp. Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú cảnh giới chư thiên. Này Ananda, vì lý do này Chuyển Luân Thánh Vương xứng đáng xây tháp. Này Ananda, đó là bốn hạng người xứng đáng xây tháp. Rồi tôn giả Ananda đi vào trong tịnh xá, dựa trên cột cửa và đứng khóc. Ta nay vẫn còn là kẻ hữu học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc đạo sư của ta sắp diệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa? Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, Ananda ở tại đâu? Bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda đi vào trong tịnh xá, dựa trên cột cửa và đứng khóc. Ta nay vẫn còn là kẻ hữu học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc đạo sư của ta sắp diệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa? Thế Tôn liền nói với một tỳ kheo: Này tỳ kheo, hãy đi và nhân danh ta nói với Ananda: Này hiền giả Ananda, bậc đạo sư
gọi hiền giả. Xin vâng bạch Thế Tôn. Vị tỳ kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đi đến chỗ tôn giả Ananda. Sau khi đến, liền nói với tôn giả: Này hiền giả Ananda, bậc đạo sư cho gọi hiền giả. Thưa vâng hiền giả. Tôn giả Ananda vâng lời vị tỳ kheo ấy, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một bên: Thôi vừa rồi, Ananda chớ có buồn rầu, chớ có khóc than. Này Ananda, ta đã tuyên bố trước với ngươi rằng mọi vật ái luyến, tốt đẹp đều phải sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Này Ananda, làm sao được có sự kiện này? Các pháp sanh, trú, hữu vi, biến hoại đừng có bị tiêu diệt. Không thể có sự kiện như vậy được. Này Ananda, đã lâu ngày ngươi đối với Như Lai với thân nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích, an lạc có một không hai, vô lượng với khẩu nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích, an lạc có một không hai, vô lượng với ý nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích, an lạc có một không hai, vô lượng. Này Ananda, ngươi là người tác thành công đức, hãy cố gắng tinh tấn lên, ngươi sẽ chứng bậc vô lậu không bao lâu đâu. Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo: